Dạ vâng, em Tuấn ô tô cũ ra Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em Tuấn đến từ Hải Phòng. Bên em chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả mẫu ô tô cũ đã qua sử dụng từ 2 chỗ cho đến 7 chỗ ngồi mà cửa tiền thì chỉ có từ vài chục triệu cho đến vài trăm triệu thôi. Hôm nay thì em lại lên sóng quay báo giá review trực tiếp cho quý anh chị bạn tham khảo mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ. Một mẫu xe phải nói là mang đậm chất của form dáng to cao hầm hố. Đấy thì ngay trên màn hình nhỏ của bác thể quan sát luôn. Em này là em Ford Everest được sản xuất vào năm 2013 các bác nhé. 2013 và trang bị cho mình động cơ 2.5 máy dầu số sàn. Đấy thì em này thì nó chỉ có một cầu các bác nhé. Chỉ một cầu thôi. Mà đa số các bác sử dụng thì chỉ cũng dùng đến một cầu thôi. Ít khi mà mình sử dụng hai cầu các bác nhé. Sơn di thân vỏ bên ngoài của em nó thì mang nước sơn màu đen các bác. Một màu đen khá là đẹp so với cái thằng màu mè của thằng Ford Everest này. Đấy, nhìn nó rất là chất luôn. Cực kỳ hầm hố to cao các bác nhé. Đấy thì nó trang bị cho mình hệ thống lốp dép của em này là R18 các bạn. Em này lốp của nó phải là R18 trở lên. Với cái bản gọi là bản 7 chỗ thì bản R18 nó cực kỳ to luôn các bác nhá. Lốp dép nó rất là mới đẹp luôn, được đâu đó khoảng tầm 85%. Cái mẫu xe gọi là dành cho các bác làm mà đi công trình công trường hoặc là các bác có thể mua về đi dịch vụ cũng quá là ok luôn. Với cái chi phí dầu hiện nay thì nó đắt hơn xăng một chút thôi, nhưng mà đi lại thì nó rất là tiết kiệm luôn các anh nhá. Đi lại dầu mức tiêu hao nhiên liệu nó cực kỳ tiết kiệm luôn. 2.5 máy dầu thì loanh quanh đâu đó nó tiêu hao khoảng 7 lít cho đến 7 lít rưỡi trên 100 km thôi ạ. Đấy, cực kỳ tiết kiệm luôn. Tất cả phần thân vỏ bên ngoài của nó từ cánh cửa đến mọi hệ thống gọi là nắp cốp của nó này rất đều khít nhau luôn. Đương nhiên cái khe hở nó không bị cong vênh, không bị hiện tượng gò nắn gì cả. Lốp treo đèn cột đặc trưng của dòng Ford Everest các này. Động cơ 2.5 của nó chạy rất là khỏe khoắn luôn. Đi những đường đèo, đường núi hoặc là đường xa lầy vũng lầy các bác đi nó khỏe hơn Innova rất là nhiều luôn các bác nhé. Hỗ trợ cả cầu sau nữa. Và bản lốp của em này R18 chạy nó rất là bám đường luôn và chạy nó rất là êm. Với cái form mới cái đời 2013 này trang bị cho mình hệ thống mắt sách các bác này. Cái mắt đèn của nó hơi bị sách một chút. Còn đâu 2009 quay đầu về những năm 2009 về trước ạ thì hộp đèn nó cảm giác nó vuông hơn. Đấy, và hộp đèn em này thì rất là đẹp tuyệt vời rồi. Rất là sáng, dường như là không bị chấp hơi nước hay là bị vàng ố gì cả. Sơn xi thân vỏ bên ngoài thì căng mọng, nét căng các bác nhé. Một màu đen quá là ok luôn. Có cả hệ thống gọi là một cái bậc cầu thang lên xuống con này. Cái giá lên xuống con này. Đấy, bởi vì dòng này nó gầm nó rất là cao. Giảm sóc của em này thì nó sử dụng cho mình giảm sóc bằng nhíp không nhá. Giảm sóc bằng nhíp cho nên là đi vào những cái ổ gà cảm giác rất êm ái luôn. Trên cái phần giá nóc của em nó thì có một hệ thống giá. Trọng lượng của nó tối đa là được khoảng tầm 50 kg các bác nhé. Các bác thoải mái để đồ đạc trên phần giá nóc này. Đấy, để mà đi du lịch hoặc là để đồ đạc đồ nó quá cồng kềnh các bác có thể để trên ạ. Phía sau cốp của em này thì trang bị cho mình một hệ thống camera lùi. Một hệ thống camera lùi các bác nhé. Đấy, bây giờ em sẽ quay luôn phần gầm bệ cũng như là phần keo chỉ các cánh nội thất cho các bác quan sát về chiếc Ford Everest đời 2013 này. Nhìn vỏ bên ngoài của nó thì quá là tươi và đẹp rồi. Đấy, toàn bộ hệ thống gầm rồi, rất là sáng và đẹp các bác nhé. Gầm của nó không có dấu hiệu gì han gỉ mối mọt cả. Ngay những phần tôn sàn của nó có này. Ngay những phần tôn sàn, tôn gầm của nó này. Quá tuyệt vời luôn, giảm sóc bằng thụt kết hợp cả nhíp. Đấy, chạy nó rất êm ái luôn quá nhá. Đây, trục cầu của nó đây có này. Trục cầu tất cả mọi thứ, hệ thống sơn xi nó còn rất là đẹp luôn. Tất nhiên cái biển 26 thì nó bám một lớp gọi là bụi gọi là đất đỏ quá nhá. Một lớp bụi đất đỏ thôi. Cái này các bác có thời gian thể vệ sinh qua phần gầm này cũng rất ok luôn. Quan trọng nhất là phần gầm nó không bị gỉ dầu các bác này. Đấy, quan trọng nhất là phần gầm của nó không bị gỉ dầu. Và gầm rất là sáng đẹp luôn, hoàn toàn không một vết gì gọi là nó bị mối mọt hay là mối có vết gì gọi là gò hàn cả các bác nhá. Mọi thứ của nó rất là còn nguyên zin nguyên bản này. Khá là tươi và sáng luôn. Cái thằng Everest này được cái là nó chạy rất khỏe luôn các bác nhá. Chạy rất là khỏe luôn. Và các bác nào đi công trình công trường hay lựa chọn những thằng này đi. Để nó vừa rộng rãi về khoang nội thất cũng như là động cơ máy dầu, nó hỗ trợ cầu sau chạy rất là sướng luôn. Cốp em này thì hiện tại nó bị trục trặc một chút các bác nhá. Cốp em này hiện tại đã bị trục trặc chút cho nên là em quay luôn phần keo chỉ. Keo chỉ của em này nhưng đường cột keo nó bị khóa các bạn. Bị khóa tổng ngoài rồi, may quá nè. Em có để cái phần này lên xuống kính này, mở ra một chút cho nên là không vấn đề gì cả. Vâng, loay hoay một lúc thì em cũng mở cánh cửa của em này ra quá. Nên thì em sẽ kiểm tra luôn phần keo chỉ các cánh cũng như nội thất cho các bác tiện quan sát này. Nội thất của dòng Ford Everest này thường thì nó sử dụng cho mình bộ nội thất hai màu. Màu đen kết hợp với cả màu kem bơ các bác nhé.
Và trên mặt tabi của nó thì có một vài cái điểm nó trang bị bằng hệ thống gọi là nỉ. Và trần em này thì là trần nỉ nguyên bản theo xe quá này, ba vùng điều hòa luôn các bác nhá. Evnet Metal Toyota Innova thì nó là sử dụng cho mình ba vùng điều hòa. Cho nên các bác ngồi tất cả các hệ thống ghế đều có gió điều hòa đến, cảm giác rất là mát mẻ. Mát mẻ luôn. Và toàn bộ hệ thống ngoại là trên phần vô lăng phím còi của nó này tích hợp cho mình hệ thống túi khí an toàn và vô lăng 4 chấu nhìn cực kỳ đẹp luôn, thương hiệu đặc trưng thương hiệu của Mỹ này. Gầm cao mái thoáng, máy số cực kỳ là khỏe luôn các bác. Đấy, chạy đèo chạy núi hoặc là đi những đường ổ ga vô tư lự luôn, không phải lo ngại gì hết các bác nhé. Về phần keo chỉ em này thì nó zin cả xe các bạn. Keo chỉ em này thì nó zin cả xe rồi. Mặt tabi của nó, tất cả những linh kiện của nó kết nối nhau rất là khít và khớp các bác nhé. Dường như không bị bong chóc chỗ nào cả. Nhựa nhạc của nó các bạn. Cột keo của nó đây không có vết gò vết nắn này. Không có vết gò vết nắn này. Toàn bộ hệ thống gọi là tôn vỏ nó căng mọng luôn các bác nhé. Căng mọng đẹp nét căng luôn. Đấy. Sàn em này thì nó vẫn là sàn nỉ nguyên bản theo xe. Còn đây là cảnh phía sau bên lái các bác này. Cũng lại bị chốt rồi. Cánh phía sau bên lái. Các bác chờ một chút em ngồi trong này thì em sẽ mở nó dễ hơn. Cái này thì chìa khóa nó hay bị chốt. Khả năng là cửa sau nó bị trục trặc một chút các bạn. Cửa sau nó bị trục trặc một chút rồi. Nó bị tuột cái lẫy rồi. Đấy. Em sẽ quay từ bên kia quay sang cho các bác tiện quan sát luôn ạ. Đấy. Gầm bẹ của nó thì sáng choang, của nội thất của nó thì quá là ok. Thế với cửa tiền hiện tại bên em đề xuất bán là 438 triệu các bác nhé. 438 triệu nó bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển ạ. Thế toàn bộ hệ thống ghế sau của nó các bác này, toàn bộ hệ thống ghế sau của nó tương đối là tươi và đẹp luôn các bác nhé. Đấy, cửa của nó đấy, nó bị chốt rồi các bác. Toàn bộ hệ thống ghế sau nó tương đối là tươi và đẹp luôn, dường như là nó không bị nún hay là bị thủng rách chỗ nào cả. Bọc bộ ghế da một kem bơ, nó tôn khoang nội thất của nó tương đối là sang trọng các bạn. Nhìn cái nội thất một ghế bơ nó tương đối là sáng mà đẹp, sáng và sang mà đẹp luôn các bạn nhé. Này, toàn bộ hệ thống này. Còn đây là nhìn từ dưới phần ghế giữa mà nhìn đến hàng cabin của nó đây. Điều đầu tiên của nó là đầu đài màn hình giải trí là còn nguyên bản theo xe là đài FM các bạn nhé. Vô lăng 4 chấu này. Kết hợp cho mình đầy đủ hệ thống hai túi khí an toàn, một bên táp lô bên phụ và một bên túi khí bên gọi là vô lăng phím còi. Chúng là em này thì nó khá là tươi xe và đều xe luôn các bác nhé. Mọi thứ nó rất là ổn áp luôn này. Em cam kết các bác là mọi thứ như là điều hòa, loa này, âm thanh, ánh sáng là tất cả mọi thứ đều hoạt động rất là trơn tru. Đấy, nóng lạnh hai chiều đầy đủ. Bác nào đúng chân thì có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại cũng như Zalo của em 0389726738 các bác nhé. Đây hàng ghế sau của nó đây, cái cốp không bị không mở được các bạn, cái cốp nó bị kẹt rồi. Đấy thì cái này thì khắc phục nó rất là nhanh thôi. Ra em gãy lại cái lẫy trong cốp là ra luôn các bác nhá. Còn đây là toàn bộ hệ thống gọi là cốp phía sau của nó này, rất là tươi đẹp luôn. Nói chung em này về nội thất tất cả mọi thứ, tôn vỏ bên ngoài thì nó nhìn nó rất là sáng xe. Nhìn nó rất là sáng xe, tự nhiên là các bác mua về thì sẵn chỉ việc sử dụng luôn. Đổ dầu hoặc là chạy thôi chứ không phải làm thêm cái gì cả. Có chăng thì các bác lên cho mình cái bộ gọi là bộ sàn da để tránh cái việc là khi sử dụng các bác chẳng may nước nôi cà phê của pháo nó rớt ra sàn thì có vệ sinh nó rất là khó và nó để lại mùi. Đấy, có mỗi cái nhược điểm đấy thôi ạ. Còn nó toàn bộ cái em này thì nó tuyệt vời các bác này. Từ keo chỉ tất cả cánh cũng như linh kiện phụ kiện trong phần khoang nội thất của nó còn nguyên bản, rất là tươi và đẹp luôn ạ. Được cái là rất tươi xe và đẹp xe các bác nhé. Cánh cửa đóng vào tương đối là ok. Cánh cửa đóng vào cũng khá là nhẹ nhàng luôn, êm mái, sơn xi tôn vỏ bên ngoài cong mọng. Còn ra sẽ khởi động khoang động cơ em này lên cho các bác quan sát về chiếc Firebird này. Em này nó một cầu, hai cầu thì thường nó thêm cái cầu cơ này nữa, có thêm hệ thống cài cầu cơ này nữa các bác nhé. Một cầu thì tất nhiên nó là cầu điện rồi. Dòng Evnet này thì nó đầy đủ tính năng an toàn, từ khí an toàn cho đến phanh ABS các thứ luôn các bác nhé. Hộp số sàn 5 cấp kết hợp với cả một số lùi, gọi là 6 cấp đi. Hộp số sàn 5 cấp và một số lùi. Toàn bộ hệ thống gọi là nội thất của nó khá tươi đẹp, máy nổ thì tiếng máy khá là giòn. Tiếng máy khá là giòn tiếng máy các bác nhé. Cái này được cái có cả xi nhan tích hợp chân gương mọi thứ luôn. Khoang động cơ máy dầu thì bao giờ thì nó cũng nổ to máy xăng một chút. Mật tiếng máy của nó nghe nó rất là êm ái, nó rất là giòn luôn. Nó không hề có tiếng gõ, tiếng động lạ gì cả. Để kiểm tra luôn cái khoang động cơ đó các bác này. Kiểm tra luôn cái khoang động cơ đó này. Ra bằng máy này rất sáng đẹp luôn các bác nhé. Tất cả linh kiện phụ kiện này đều là vệ sinh thường xuyên cho nên là nó rất là tươi và mới luôn. Chấm sơn bảy màu trên cái con ốc trên đầu
khoang động cơ này còn rất là nhiều luôn này các bạn. Chuẩn tiền là 438 triệu thôi, các bác thoải mái thương lượng tiếp theo qua số điện thoại cũng như là qua Zalo của em 0389726738 luôn nhé. Em máy em này là tất cả. Rất là đều đẹp luôn, da máy sáng cao nhé, da máy sáng choang luôn, không phải là mẹ còn nguyên zin này, và keo chỉ là động keo chỉ của lắp cabo còn nguyên zin thôi, tai đèn đầu răng của nó mọi thứ này, vuông vắn nhé, không bị bóp méo, không bị gò nắm gì cả các bạn, chúng ta nó rất đều xe luôn, mỗi cái giá cả thôi. Nào có thể thương lượng trực tiếp em qua số điện thoại, qua Zalo. Thưa các đôi em Tuấn ô tô cũ Hải Phòng cũng quay qua báo giá review các bác tham khảo chiếc Ford Everest gầm cao, mái thoáng, 7 chỗ ngồi, máy dâu, được sản xuất năm 2013, cái động cơ là 2.5 số sàn và hỗ trợ cho mình một cầu đấy, thì cửa tiền là 438 triệu, bao rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển, bác nào quan tâm alo cho em trong số điện thoại cũng như Zalo 0389726738 bác nhé. Bác nào mà xem qua video của mình lần đầu tiên có thể cho em xin một lần đăng ký, bật chuông thông báo để em liên tục cập nhật tất cả mẫu xe mới về trong ngày tại địa chỉ của em là chợ ô tô cũ miền Bắc, km 47 Quang Trung, Hải Phòng. Và cảm ơn toàn thể quý chị bạn đã xem video của em, hẹn gặp lại toàn thể quý chị bạn ở video sau ạ.